Happy Christmas, anh Hùng hứa. Happy Christmas, chị kính nguyện. Cho xem đèn nha. Cho anh chị xem đèn đó, đẹp không? Wow, cái nhà này đẹp quá, đẹp luôn rồi má. Nhìn thấy cái nhà đẹp không? Wow. Nhà đây làm quá giỏi. Quá đẹp luôn. Công biết cho người ta. Theo ngõ dọn dẹp cũng được. Cho cả nhà mình xem nè. À, cái căn nhà đẹp không? Nhà đẹp quá, đẹp nè. Rồi, quay mặt qua anh đây. Cái thui đẹp quá cả nhà. Nó đỏ đâu có thấy gì đâu, phải không? Quay thì nó đẹp thôi. Chị Emmy, em mới vừa bệnh dậy nè, mà hôm nay còn đi ra đây để quay đèn cho cả nhà xem đó, đẹp không? Uống không chết được, làm sự của lạnh quá. Lên lên. Con lạnh quá, chị muốn nói nữa. Giả quá. Lạnh quá rồi.
sữa. Đứa nào á? Hanna à? Lạnh hả baby? Chắc ngày mommy mở cửa để hở phải không? Right. Đúng rồi. Chết rồi. Wow, căn nhà này đẹp nè. Đó, tụi nó xuống đầy á. Tắt rồi không? Đây đáng là đèn nhiều lắm nè. Tắt chưa? Tắt sớm. Nhớ không? Năm rồi chiếc nhà này đẹp lắm nè. Năm nay tắt sớm nè. Hình như... Tiếp kiện. Năm nay căn này cũng tắt sớm nè. Nhớ mà mấy năm đi thấy đẹp hơn năm nay. Hôm nay cũng vậy. Chưa con chạy cái góc này là mấy góc nhánh. Ồ căn này tím đẹp quá ha. Tím với trắng. Okay.